họ cứ sống rất là bình thường vậy thôi, qua ngày này qua ngày nọ, đến khi hẹt ra hồn biết đi về đâu. Tại lúc đó cái hồn đâu có được training đâu, mấy con được training nó hiện giờ mấy con là lính đó. Lính của cha, lính của thiên đình đúng không, mấy con biết exactly mấy con cái hồn đi đâu. Còn những người đó con nghĩ hồn họ có biết đi về đâu không? Mấy cái tụi ca sĩ mà mega mà sư phụ quen năm qua liên, lúc sư phụ cũng thấy dốc vậy, nó chỉ là vui đẹp gái cái nó trời ơi ca sĩ, chứ tôi thấy hình của vui đẹp không, bây giờ tôi gặp mặt vui vui xấu à. Chưa tính nữa, rồi cái thêm cứ mỗi một năm thì cái giọng ca nó già, ca đâu có hay nữa, chứ quen nhiều người đâu còn ca nữa. Rồi tới ngày 60-70 tuổi thì năm giường bệnh rồi sao, mà cả đời không có hiểu về kinh điển, không có biết cõi gọi là siêu nhiên. Mà cái lớp học của mình không phải là học ở trường học Harvard hay là Berkeley. Trường học này, trường học thế gian là trường học đi kiếm cơm thôi, kiếm paycheck thôi, kiếm đồng ngân thôi, kiếm tiền thôi. Còn cái trường học của chúng ta là trường học xuất thế gian. Mà trường học xuất thế gian ở ngoài đời làm gì có. Giờ con có đi khắp thế gian này cũng không có trường học nào dạy con xuất thế gian đó. Chỉ có Thiên Tướng Kiệt, Nhị Thiên Long Sơn dạy mấy con là học xuất thế gian đó. Mà cái nào xuất thế gian hay thế gian quan trọng vậy? Dĩ nhiên xuất thế gian quan trọng. Trí tuệ của xuất thế gian á, cái người trên trời xuống á, lúc nào á, làm cái gì á, cũng khác thường hơn người đời. Tại vì khác thường với số lượng đông cho nên bị người ta chửi nhiều là vậy. Bây giờ con đi vô chuồng gà, rồi con đâu có cái mỏ nhân gà để con ăn nó đâu. Giờ nó chấp nhận con làm bạn với nó luôn á, đám gà nông trại ở Kansas rồi nuôi á. Bây giờ con cầm đống lên ăn, nó nói mày ham ăn tao hả mày? Gà nó còn chửi mình nữa đó. Cái kiểu của mình khác hơn nó. Nhưng mà trong mấy con gà cũng có Bồ Tát đầu thai á. Đầu thai tạm thời dạy cho tụi nó. Ý mình muốn nói chỗ này á là khi mà mấy con rời khỏi nơi này về nhà, mấy con là một người isolate bởi những người xung quanh. Nhưng mà mình đừng có cho đó là buồn phải không? Mình phải cho đó là mình khôn hơn họ. Rồi từ từ mình muốn dạy họ là mình phải đổi cái behavior của mình á, cái tánh của mình á. Chứ thằng chồng mình á, mình đã cưới, mình cưới gần 5-10 năm, dầu sao cũng có nhiều kỷ niệm, người con nó lóc nhóc, mình đâu có muốn chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ngày nào á mà nó cũng đem chuyện cha mẹ thiên tâm ra nó chửi hoài, con cũng chịu không có nổi đâu. Tại nó xúc phạm với linh hồn của con á. Thì cái linh hồn nó quan trọng hơn cái xác. Xác mình hy sinh được mà linh hồn không thể hy sinh được. Đó là lý do tại sao con thương một người suốt đời con khó quên. Con ghét một người suốt đời con cũng khó xóa nữa. Chỉ có thiên tâm này á là thương cha thương mẹ nhưng mà giận hờn thì phải xóa. Nếu không nó mang cái khổ hoài, nhưng mà có đứa làm không có được. Nó đâu phải dễ đâu, nó nằm ẩn hình trọng. Nó phải như cái tấm bảng mà mình lao cái sạch. Mà đứa nào mà xóa không được là đứa đó là bị chấp. Chấp rồi lên đây ngồi thiền chừng thời gian từ từ cái hết chấp. Nghĩa là tôi forgive nhưng mà tôi không có forget phải không? Tôi đang bị bệnh, rồi tôi đang nghèo, ông bảo lãnh tôi qua Mỹ, rồi ông chi đình với tôi, ông cặp bồ. Rồi tôi thấy ông hí hửng nghĩa, mấy con chỉ forgive thôi, mấy con đâu forget nổi. Thấy không? Đó là lý do tại sao khi mà đứt tay rồi nó có thể lạnh, nhưng mà cái thẹo còn hoài. Chỉ có thiên tâm chúng ta từ bi hơn, đừng ngó thẹo nữa. Mình chỉ biết mình sắp có nhiều chuyện lớn về Việt Nam với sư phụ. Mình sẽ làm cho cả dòng họ mình, cả nước của mình được hân hoan giàu có. Là một cái nhiệm vụ. Thay vì con cứ có 10 triệu mỗi ngày con đôn này chỗ này 50 ngàn, 100 ngàn. Không bằng con không có vốn. Mà về con biết được một cái gì để con giúp được dân mình. Dĩ nhiên là sư phụ với Đức Thầy sẽ cho mấy con cơ hội để mà có công thức để mình làm. Chuyện làm dễ nhất là ví dụ mình tổ chức cái lùm rác cho đất nước mình. Thứ hai, mình đi vô mình dạy mấy bà Phật tử về cha về mẹ. Thầy mấy bà cũng cầu quần như gà xây cửa mã đó, không có biết không? Nhiều thôi là đại công đức. Khi mà mình thấy nhiều người quay đầu với cha mẹ,
rồi đi về trời thôi. Ý là đang nói đệ tử già lớn tuổi nha, làm mấy chuyện dễ dễ đó, còn mấy đứa nhỏ này làm mấy chuyện xã hội, chuyện đại sự là mình cũng thấy bao nhiêu chuyện to tát tạo công đức, còn hơn là đi xây tháp bảy tầng. Cái đồng thời giống như ở miền Tây á, người ta còn hay mấy thằng nhậu á, nó hay ăn cắp mèo cắp chó người ta, rồi cái nó mần thịt lén, không biết không, lên án mấy cái vụ đó, ngoài Bắc lên án họ. Rồi chuyện dễ nữa là mình nghĩ ra những cái nhà vệ sinh công cộng, chứ Việt Nam đụng đâu nó chịch đó. Có thấy một người ngoại quốc người ta đi vô, người ta thấy quốc gia mình, thấy người ta cười. Còn chú Hữu thấy cái dòng sông của mình rất là đẹp, trên thế giới này không có nước nào đẹp bằng nước Việt hết. Nó vừa có sông, vừa có đường lộ, vừa có biển, mà đâu cũng có sông đầy hết. Sông quan trọng lắm, không biết không, tàu chạy được, bo chạy được, ski nữa không. Vậy mà trâu rác nó đổ xuống trôi đầy, con nghĩ như sao? Thì vì những cái lãnh đạo không có cái đầu óc giống như chúng ta. Mấy con đã học suốt thế gian, đã học kinh Thiên Tâm, con phải dạy cho họ biết. Khi mình làm gì á, thấy cái đinh ở ngoài đường vô hộ dạy mấy đứa cũng phải lụm á, có thằng kia nó lủng cái xe mình cũng tội á. Nhiều chuyện làm lắm, đừng lo. Còn mấy đứa tư nhỏ nhỏ này nè, thì đi coi mấy bộ trưởng bộ gì tới. Hey, thuốc này cũng phải là Moderna đàng hoàng nghe, không phải Make in China mà muốn chích ngừa trẻ em muốn chích đâu. Đi coi thôi, còn chuyên nghiệp thì kể nó, mình đứng giám sát thôi. Họ Thiên chỉ cần là có nhiệm vụ là đứng giám sát thôi, là ăn tiền nhớ thôi là đủ. Ví dụ mà Bitcoin là từ cộng sản đó, nó lấy tài nguyên của nước mình 600-700 tỷ nó chuyển qua đường Bitcoin. Thì thời đó chú Hồ biết như vậy, chú Hồ mới lên mạng nói là đừng có chơi Bitcoin. Tại mấy ông chuyển kiểu nào Mỹ nó cũng phát hiện, chỉ có Bitcoin là iOS nó không phát hiện, phải không? Mà cuối cùng cái thằng men xem vậy, thằng mập mặt nhóc nhóc bây giờ ở tù á, má đi rồi. Thì chú Hồ nó cũng trúng vụ này. Còn cái chuyện của con á, là tương lai mình có xài tiền Bitcoin hay không á, theo sư phụ biết á, nó sẽ không có. Mà vì những người thời đại tương lai á, chúng ta chỉ cần một cái print thôi. Đi đâu chỉ cần theo sư phụ đoán thôi, để sư phụ hỏi là mấy vị trong tương lai chúng ta xài tiền gì. Tại vì cái này sư phụ đang lo nước Việt chứ không có lo chuyện cả thế giới tiền hay là chi tiết. Nhưng mà nếu mà sư phụ là người design về như kiểu Elon Musk, cô chỉ cần lấy cái pin của mỗi người, chỉ cần mỗi lòng vô tiệm mình để ngón tay thôi là tự động nó trừ thẳng vô nhà băng của mình, không cần đem bóp. Mà nếu mà mình cứ sống điện tử riết, không còn gì vui, những cái bóp LV nó bán ai mua đúng không? Cuộc đời nó hết lý thú rồi, con thấy nó gì cũng dễ quá, nó không còn gì gọi là vui nữa. Để cho hỏi mấy gì cái tương lai xài bằng tiền gì. Nhưng mà sư phụ chỉ biết là tương lai á, nhân loại không có phải như nhân loại thời nay. Người nào cũng honest hết, cũng là người tốt á, và không có biên giới. Thì lúc đó cái chuyện gì nó cũng dễ giải. Mà nó còn lâu lắm. Nước Mỹ, sư phụ nói cái câu sấm cơ mà Đức Thầy nói á, Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Cái ngày sau khi Nga thua, Trùm Khăn thua, Hamas giờ đang thua, Trung Cộng thua, thì Mỹ là người cường quốc để tiếp tục để một cái thời gian tạm thời lãnh đạo thế giới. Nhưng mà khi nó lãnh đạo rồi thì sức mấy mà cho Việt Nam làm cường quốc, nó chỉ muốn Việt Nam là thằng nhóc tì đúng không? Nhưng mà cơ trời đi mình không biết. Thì sư phụ thấy cái Ring of Fire nó làm banh hết trơn, cả thằng Nhật cũng đi xuống dưới biển ngủ luôn. Những cái nước mạnh á là nó, cái Ring Fire là cái cuối cùng. Thì lúc đó cái nước Việt á, hình chữ S thành hình con rùa, là chỗ biển á thì thành ra đất, thì nước mình nó bự hơn nữa. Và lúc đó đó thì có thể là đúng là nước Việt sẽ thành cường quá. Nước Việt không có nằm trong cái đường Ring of Fire. Đài Loan cũng bị, Nhật cũng bị, Nam Hàn cũng bị, Mỹ cũng bị á, bên Cali nè, Seattle nữa nè, ai ở Vancouver á phải chừng á, Zero. Còn bên New York nữa. Nước Mỹ này chỉ cần hai thành phố bị thôi là cả nước Mỹ này banh liền. New York với San Francisco là xong. Giờ con thấy không, chuột bắt đầu cũng tấn công, vua chuột bắt đầu xuống phong.
Một ngày không biết cả triệu con chuột nó tấn công như thằng hố New York á. Ghê không? Còn xe đồ còn thấy mấy thằng hổ tả nó làm loạn luôn á. Chỗ nào hiện bây giờ con thấy mà ác là cái ác nó đã hiện bây giờ rồi. Con thấy xăng phăng bây giờ con đi xuống đây 45 phút á. Trời ơi, homeless đầy đường. Bà Nancy á, cho người ta chích xì ke ngoài đường luôn. Tụi nó làm đủ chuyện hết chứ. Mấy thành phố tội phạm á, tiêu hết. Nghiệp mà. Con tưởng nó làm không tội nghiệp ha. Nó cũng là con người, nó tạo nghiệp thì là bị nghiệp. Mà đông quá gọi là cộng nghiệp. Còn ở trong 1.000 người xấu mà nó có 200-300 người tốt ở chung. Tự nhiên mày cộng nghiệp xấu mày ở đó. Cũng giống như con với anh chị em trong nhà. Đứa nào muốn cộng nghiệp tốt thì về chị em họ Thiên. Còn cộng nghiệp xấu thì đi với những cái người có rồi từ từ sẽ bị nhiễm theo họ. Thì họ sẽ xuyên tạc thiên tâm mấy con bỏ cha bỏ mẹ. Nó có cộng nghiệp là do mình quyết định nữa. Chứ họ biết cái thành phố đó không ăn nên họ có quyền dọn đúng không? Tại sao phải ở đó làm chi chết? Ở bên ra Gaza cũng vậy. Nó chinh chiến gần cả trăm năm nay. Vậy tại sao còn ở bển để chịu chết? Là họ muốn chết mà. Họ mới ở đó. Chứ ai ngu. Cũng như nước Việt bây giờ đang sắp sửa chết đói. Sắp sửa bị tàu nó quýnh. Ai kêu ở bển? Bởi vì người nào qua đây thụ kêu qua đây. Sắp sửa mệt đó. Nghiệp phước là do mình tự chọn nha. Cái những đứa nó sanh vô trong cái gia đình cha mẹ rất là tào lao, nhưng mà khi nó là Bồ Tát, nó người tốt, nó cũng vẫn là người tốt. Mà vì nó quyết định con đường đó, thì khi nó đúng 18 tuổi là nó đi. Còn nó ở đó thì nó sẽ bị cái môi trường. Cho nên đó là lý do, trong những lý do ngày xưa đó, lúc sư phụ mới sanh ra cho tới 10 tuổi là sư phụ bị hất hủi. Ngủ hiên, ngủ chợ mà, ngủ lang thang mà đâu có đoạn đâu. Rồi đói thì tấp nhà này nhà kia ăn, chứ ở nhà không sư phụ không có về nhà ăn. Tại vì không có cho đoạn. Còn ba má thì ở trên miền Trung không à, không có đi về nhà. Người thua ăn trái cây nhiều, ăn ổi, ăn chuối, tại vườn nhiều á. Vườn của người ta chứ không phải vườn mình đúng không? Sống đời từ năm 10 tuổi. Đến lúc làm ruộng cộng sản vô của ở mình vậy đó. Tới ngày cái mẹ hãy sư phụ xuống tiền vượt biên, nên cả đời sư phụ ở mình không có cộng nghiệp, không có ai nuôi hết. Con trời nó khổ lắm. Con có người phàm sướng, người lo, người nuôi, tiền bạc nữa. Nhưng mà sau này sư phụ mới hiểu, à mình phải đóng cái vai gì. Cha mẹ cũng nói á, là con phải chịu khổ thì sau này nhân loại á, có khổ họ mới vượt qua. Mục đích là làm cái phim, con hiểu không? Nghe, mình phải đóng phim. Chứ giờ sư phụ mà sanh ra mà sung sướng, những cái người khổ người ta nói ô cổng con trời ổng sướng, thì lâu không ai chịu tu hết, không ai chịu dương lên hết. Tại họ có cái nghiệp họ mới khổ. Nhưng mà họ thấy cái cục phim của sư phụ là họ nói ô ổng mà xưa còn hơn tôi nữa, ổng còn vượt qua được, tới nó ổng làm tỷ phú. Mà ngược con cái tỷ phú không muốn giữ tiền, tỷ phú muốn cho. Thì nếu mà xã hội này mà làm đúng như trang như vụ, trên thế giới này con nghĩ có chiến tranh không? Làm việc có mấy đại gia, rồi có Hoàng Kiều, rồi Ngọc Trinh, rồi mấy thằng tàu lao này đâu. Thằng nào giàu đó hả, còn tham còn dữ. Bạn bè sư phụ mấy làm ăn á, 10 thằng á, không có thằng nào mà không có chục bộ á. Con nghĩ mấy ông đó, ngày mà sư phụ lên mạng nói, trời mấy ông đó là từ sư phụ nó chửi trước. Đừng có rủ thằng Kiệt đi, có mặt đó tôi không có đi đâu, nó là bị điên rồi. Chở ông lên đây, hồi xưa chở mấy ông bạn giàu chủ hãng lên đây. Lúc đó chưa có cây vậy. Ô Kiệt, mày mua đất này đã nghe. Chắc mày xây cái nhà là nhà ở đây 20.000 square feet, ngay chỗ cây nè. Cái sư phụ mới nói chứ, ông đó có 400 triệu. Chủ hãng điện tử. Nó này em mua để em cho cộng đồng. Ông cười khà khà. Mày xạo. Này em biết nhiêu tiền mày cho cộng đồng. Thì giờ nói sao vậy? Từ đó là sao? Mấy người đó không có hợp nữa. Hết hợp. Hồi có một lần một vị gọi là lớp trên trời giải thích cho sư phụ biết. Cả cha với mẹ xưa cũng có giải thích. Mẹ lập ra cái trái đất cho mình ở đó, là nó có cái condition, regulation. Mình làm sai cái đó là mình phải bị như vậy. Nhưng mà nhân loại thời nay họ ngang tàn lắm.
họ chặn đập, rồi họ đi khoan, rồi họ lấy than đá họ đốt, thì thành ra cái bầu khí quyển á nó bị lủng, và cái trái đất nó quay cũng không có đúng chiều như thời xưa nữa, là do Trung Cộng. Còn nếu mà mình mà làm đúng những gì mà bề trên đã lập ra cho mình đi, thì mình đâu có bị bệnh tật gì nữa đâu. Covid làm gì sống nổi. Mấy con Covid này bệnh là do nó bị ốp, bị ốp với những cái mà ở trên muốn mình tuân theo, muốn mình xuống đây ăn hiền ở lành thôi. Còn mình tham này tham kia thì tự nhiên mình bị. Mụ dạy cho chúng con cái cách nào mà có thể nào mà người nào mà nó dối mình đó, mình có thể mình biết họ nó dối mình. À không, bây giờ Thu dạy nha. Tại vì bữa giờ con về đây con tập vợt kinh điển đồ cũng nhiễn rồi phải không? Con bắt đầu có cái foundation với cha mẹ gieo duyên về trời với sư phụ. Giờ đó, cái lực con cũng mạnh rồi đó. Trước khi mình biết người nào nó láo mình á, mình nhìn đăm đăm vô mặt của họ. Cái người kia thứ nhất sẽ không dám nhìn con, tại cái thần lực con mạnh. Không dám nhìn thiệt á. Thứ hai, mà giàu cho họ có lì họ nhìn á, thì khi mà con nhìn là giống như cái mắt của mình là cái máy chụp hình đó nghe con. Chụp kích vô cái màn nó cái tâm tin của mình thì mình nhắm mắt lại, cũng giống như Hồ vừa nhìn Thảo nè, là Hồ thấy mặt con sáng thì nó là thật tình sư phụ. Còn con nhìn mà mỗi ngày con nhìn chừng 10 lần con nhắm mắt lại, cái mặt là giống như mình vừa chụp hình xong cái mình bỏ cho máy scan thử á, mà cái mặt nó đen thui là nó láo quá, tại vì nó hiện lên màu đen, nó thiệt mà thành không mà. Nó là vậy. Đúng y vậy, cũng dùng công thức đó. Ở đây sư phụ dạy cho nhiều đệ tử gần với thụ lâu lắm mà không có dạy trên mạng. Tại vì trên mạng nhiều quá người ta sẽ làm hư đi. Thụ chỉ dạy cho họ thêm mà có duyên gần. Ban đêm ban ngày vậy nó không có khe. Tại vì thêm cái hào quang của mình là ánh sáng của mình đó. Đứa nào mà bị mất thần thông, mất hào quang á, là con có ngồi thiền cái nào á nó tối thui à, nó không có những cái màu trắng chạy vòng vòng đâu đó. Có nhiều đứa mà bị bùi ngải nó tối thui à, ban ngày con nhắm mắt lại cũng tối, ban đêm cũng tối, cái này nó không có tính theo ngày giờ hay là bóng đèn. Vậy ra cái lúc thở bắt đầu mà những người mà ngồi thiền mới bắt đầu ngồi là hay bị chán có bùi gì thì từ từ nó sáng ra là vậy, là hào quang nó lên đó. Cái hào quang nó không phải nó đi về, nó đi theo từ sau lưng, nó đi theo cái spine nè, cái xương sống đó. Nó sơ cầu cũng như cái electron nó quay vòng vòng vậy đó, rồi từ từ cái nó lượt lại những cái hào quang đen của mình thấy ra ngoài, thì từ đó sáng, thì từ đó khuôn mặt mình nó hồng hào sáng, thì nó làm cho mắt của mình lung linh tươi tỉnh yêu đời. Thì nhờ cái ngồi thiền là tự cái electron nó chạy mạnh rồi. Rồi khi mà con có cái luồng điện đó rồi mà con không ngồi chuyện ngại con cũng nhớ, nhưng mà ở ngoài kia cả triệu triệu người, tỷ tỷ người ta đâu có biết. Ở thì chúng ta biết mấy cái này mà. Nên lâu lâu thụ đi đâu cũng kêu đệ tử ngồi, là cố tình lên trên mạng để cho thế giới ta bắt chước. Chỉ có cái đó nó mới reset lại mình. Thì xe con chạy 5 tiếng cũng hết xăng đúng không? Mình lái 5 tiếng mình cũng đói bụng á, nó ngồi ăn á thì cái hào quang nó cũng con người mình còn cần. Thì mấy gì nó còn hiền quá đó, để cho nó ăn. Thụ đâu biết chuyện gia đình đâu, nhưng mà đệ tử nào khổ á, hỏi mấy vị lý do làm sao, mấy vị nó là tự cho nên nó hiện để cho tan hiếp. Nhiều khi mình để tan hiếp thì cũng là cái để cho mình rèn luyện cái thần hồn mình tốt hơn, nhưng mà khi mà cái thần hồn mình mà chấp nhận không nổi á, ngược lại mình tạo nghiệp á, mình giữ lên hay mình làm chuyện gì dây thun á, cho nên mình phải lựa sức mình nhé. Lựa cơm gấp mắm nha. Cứ chịu không nổi thì cứ nói chịu không nổi. Đầu hàng thì cứ đầu hàng. Không là hầu ăn đen đâu ngồi gần hồ được. Hầu ăn sáng. Rồi nó mới hợp. Rồi là cùng điển. Điển có nghĩa là vừa cái hầu quang, nó cũng là vừa cái ánh sáng nữa. Giờ cũng giống như con thấy đa số mấy người Việt Nam qua thấy mặt ai cũng đen thùi, với là người ta lăn xăng, người ta sống trong cái môi trường đó rồi, cũng y như một con cá chốt, con thả vô một cái hồ đẹp thì đẹp con mình nó cũng buồn á,
họ sống chung đụng với nhau quen rồi, rồi thả vô mấy cá rồng cá phôi mày nó cái cấp nó cắn á, cái môi trường nó quan trọng với con người mình. Thì họ không có cái luồng hào quang sáng, họ ngồi gần cái bụi nhìn họ, họ cũng rúng túng, thần lực thuộc cháu. Mấy con đâu có sợ gì hết, ngồi im rồi.